Xin chào tất cả các bác, xin chào tất cả các khách hàng của hợp tác xã Rau Phúc Sen nhé. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phin ạ, nhân viên của hợp tác xã Rau Phúc Sen. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ mang tới 6 sản phẩm có 2 loại rau đến với tất cả các bác. Để cảm ơn tất cả các bác, những bác mà đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ hợp tác xã Rau Phúc Sen trong thời gian qua và cũng như hiện tại. Và trong tương lai ạ, thì trong buổi clip hôm nay thì em sẽ có 6 sản phẩm này ưu đãi đến với tất cả các bác. Chỉ duy nhất 6 sản phẩm này, khi bác nào mà xem clip mà mình muốn mua cái sản phẩm này thì các bác phải thật nhanh tay để mình có thể mua được những cái mẫu dao này nhá. Thì 3 sản phẩm này thì hôm nay, trong cái clip ngày hôm nay thì em sẽ ưu đãi cho tất cả các bác, ưu đãi cực kỳ sốc luôn cho các bác nhanh tay nhất để mình có thể mua hàng được. Và 6 sản phẩm này thì sẽ có 3 sản phẩm này là 3 sản phẩm này sẽ là 3 sản phẩm có mã là DT02LC, và 2 sản phẩm này sẽ là 2 cái mã là DT01LC ạ. Thì em sẽ giới thiệu qua về cái sản phẩm này, rồi sau đấy em sẽ nói cái thể lệ khuyến mãi chỉ duy nhất trong cái clip ngày hôm nay đến với tất cả các bác nhé. Thì các bác có thể nhìn thấy ở đây, đây là kiểu dáng DT01, thì nó giống cái dáng mà gọi là cái dáng choco các bác ạ. Choco thì đây, em sẽ cho các bác xem qua một chút, giới thiệu một chút về cái sản phẩm này. Sản phẩm này thì có chiều dài lưỡi là 30 cm ạ. Cán ở đây nó sẽ rơi khoảng 13-14 cm. Và cái cán ở đây này, cái cán này thì được vốt nhọn lên một cái đây, để tạo, thứ nhất là mình nhìn cái cán trông nó sẽ đẹp hơn ạ. Và thứ hai, khi mà mình cầm vào dao như này thì cảm giác cái cán, cái dao của mình cầm nó rất là chắc tay. Kể cả lúc mà mình muốn cầm như này hoặc cầm như này thì nó không lo bị tuột tay ra ngoài. Thì cái mẫu này để các bác mà dùng để chặt gỗ này, chặt tre cứng, chặt củi, hoặc là các bác có thể sử dụng trong gia đình và chặt được sườn, chặt gà, thì cái dáng này cũng rất là ok. Nói chung là những cái mẫu dáng dao đi rừng ấy, thì nó là những dáng dao đa năng ạ. Những cái mẫu mà em giới thiệu cho các bác đấy chính là các mẫu không có vỏ nhá. Không có vỏ để các bác có thể sử dụng ở ngoài vườn nhé, hoặc là trong gia đình đều được ạ. Đấy chính là mẫu DT02LC ạ. Và cái mẫu này bên cạnh này cũng thế. Cái dáng này em giới thiệu các bác cũng như vậy, và cái dáng này nó cũng như thế nha các bác. Đó, đây ạ. Đó, cũng như thế luôn nhá, cũng như thế luôn. Nó trọng lượng của con này nó sẽ khoảng 6 lạng. Và cái cây này đang bán với giá là 600 nghìn nhá, 600 nghìn. Và tiếp theo, 600 nghìn nhưng mà sẽ có ưu đãi trong livestream nha các bác, để em giới thiệu hết qua cái mẫu này đã, rồi em sẽ nói cái thể lệ cho các bác. Đây ạ, còn đây sẽ là mẫu DT01. DT01 thì ở đây sẽ có một cái lá chắn này các bác, có một cái lá chắn khâu và chốt đồng, và ở đây sẽ được mài trắng này. Có một cái lá chắn ở đây thì khi mà mình cầm ấy thì mình không lo nó bị kiểu như tay mình thụt vào cái lưỡi này, sợ bị mình sẽ bị kiểu như là bị chảy máu này, bị cắt vào da này và mình bị thụt tay. Thì ở đây là gỗ cầm chỉ nha các bác, chiều dài lưỡi này là 30 ạ, và toàn bộ đây sẽ được mài trắng, và độ dày lưỡi khoảng 50 mm. Đây ạ, có cái lá chắn như này, là chắn đây ạ. Ba sản phẩm này nó đều như nhau, nó đều nặng là khoảng từ 6 lạng, nó nặng khoảng 6 lạng. Đây, cái lá chắn đây. Nhưng mà các bác có thể để ý ở đây thì ở đây các bác có thể nhìn thấy được, nó sẽ có một cái vân gỗ khác nhau, mỗi con nó sẽ có một cái vân gỗ khác nhau. Cái này em sẽ cho các bác lựa chọn. Bác nào 6 cái này thì các bác sẽ được lựa chọn mình thích cái cây vân nào thì các bác có thể lựa chọn cái vân đấy. Và trong cái clip ngày hôm nay em sẽ để cái sản phẩm, cái này cũng giá 600 ạ, và cái này cũng giá 600. Đồng bộ tất cả 4 cái 6 cây này có giá 600 nghìn. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ để ưu đãi cho tất cả các bác, những khách hàng đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ hợp tác xã Rau Phúc Sen với giá là 399 nghìn nha các bác, 399 nghìn. Cho các bác nào nhanh tay đăng ký vào nhóm của bên em, hoặc là các bác có thể follow, subscribe kênh của YouTube của bên em, để mọi người đấy, mọi người lâu lâu thì bên em sẽ có lại có ưu đãi như này mà. Nên là đấy, sẽ các bác nào mà được xem, đang xem clip này, các bác phải thật là nhanh tay mình vào, mình đăng ký lấy một con nếu mà mình thích một trong cái mẫu này. Giá của nó là 600 nhá, 600, và em đang để cho các bác còn có 399.000 thôi. Đấy là một cái ưu đãi rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn để cho bên em tặng cho các bác trong cái nhân dịp chào tháng mấy, chào tháng 10 này nhá, chào tháng 10 này thì bên em sẽ cho ưu đãi dành cho các bác nhanh nhất
nên là các bác mình phải thật sự nhanh tay thì các bác mới đăng ký được nhá, mới đăng ký mua được một trong cái 6 cái sản phẩm này. Thì 6 cái sản phẩm này em sẽ để riêng như này, để khi mà các bác mà mình mua ấy, thì em sẽ cho các bác lựa chọn. Các bác có thể lựa chọn đây 1, 2, 3, 4 đấy, theo thứ tự như vậy. Thì bác thích cái nào thì mình có thể nhanh tay nhá, nhanh tay ạ. Thì các bác có thể gọi ngay đến số của bên em, đó chính là số 0987 240 733, hoặc là các bác có thể add Zalo của bên em, đó chính là 0987 240 733, hoặc là mình có thể bình luận vào bài viết để lại số điện thoại ở bài viết thì bên em sẽ bắt đầu gọi điện để chốt đơn với tất cả các bác, từng bác luôn nhá. Thì số lượng có hạn thôi, các bác phải thật nhanh tay nhá. Đó, nhanh tay lên thì mình sẽ mua được những cái sản phẩm ưu đãi của bên em dành cho tất cả các khách hàng đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi của bên em. Thì clip này thì em sẽ dừng lại tại đây và em hẹn gặp lại tất cả các bác trong clip lần sau. Các bác ơi, mình phải thật nhanh tay vào nhá, nhanh tay để mua những cái sản phẩm ưu đãi dành riêng cho tất cả các bác. Và cảm ơn tất cả các bác rất nhiều, các bác đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ hợp tác xã Gia Phúc Sen trong thời gian vừa qua cũng như là hiện tại, và mong là trong tương lai thì các bác cũng luôn luôn theo dõi và ủng hộ bên em. Không còn gì để hạnh phúc hơn nữa khi mà các bác luôn luôn theo dõi và không rời bỏ bên em, đúng không ạ? Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc tất cả các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình nhá. Một bữa cơm thật là hạnh phúc đầm ấm bên gia đình. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.